Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Trong video clip ngày nay, iCheckVN xin được gửi đến các bạn thông tin báo giá lăn bánh chi tiết ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là bảng báo giá lăn bánh tốt nhất khu vực miền Nam cho dòng xe Suzuki XL7 ở phiên bản màu trắng. Đây là phiên bản được yêu thích trong thời gian vừa qua và chúng ta cùng xem chi tiết các bạn nhé. Suzuki XL7 có rất nhiều màu sơn ngoại thất khác nhau và các bạn có thể đăng ký kênh để nhận được tất cả những bản báo giá về màu sơn ngoại thất của dòng xe Suzuki XL7. Trong clip này chúng ta hãy cùng nhìn xuyên suốt clip chính là chiếc Suzuki XL7 ở phiên bản màu trắng. Dòng xe này sở hữu một cái khoảng sáng gầm rất tốt lên đến 22cm và đây là một cái thông số xứng đáng để gọi nó là một cái dòng xe SUV thực thụ chứ không phải là một cái dòng MPV. Và đối thủ cạnh tranh ở thị trường Việt Nam có rất nhiều, chúng ta có thể kể đến như là chiếc Mitsubishi Spander Cross, Kia Carrera hoặc là mới đây chúng ta có thêm là Toyota Veloz, một cái phiên bản nâng cấp. Như vậy thì rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chiếc Suzuki XL7 có những đặc điểm gì để có thể mang đến sức hút và doanh số tốt trong thời gian vừa qua? Các bạn có thể thấy là chiếc Suzuki XL7 ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá lăn bánh thật sự tốt, chỉ có 605 triệu và các tỉnh là 587 triệu đồng. Mức giá này nếu chúng ta so với lại cái video clip trước đây mà iCheckVN đã gửi đến các bạn vào khoảng thời điểm cuối năm 2023 vừa qua, đây là thời điểm tốt để chúng ta có thể sở hữu dòng xe Suzuki XL7 nếu các bạn thật sự yêu thích nó mà còn lăn tăng về giá trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Như các bạn có thể thấy thì dòng xe này sử dụng cái mâm lốp không quá to, nó là loại 16 inch và 5 chấu, nhưng bù lại thì khoảng sáng gầm tốt và đồng thời chiều dài trục cơ sở là đến 2740mm. Đây là những thông số giúp cho cái phần nội thất bên trong xe thật sự thoải mái. Chúng ta nên nhớ dòng xe Suzuki XL7 ở tất cả các phiên bản, đặc biệt phiên bản màu trắng này cho cái vẻ tương phản rất tốt. Và dòng xe này có những cái thiết kế theo phong cách thể thao nên chúng ta có cái thanh giá nóc là trang bị mặc định. Các bạn hoàn toàn không phải là lăn tăn gì cả, chúng ta đang có tất cả những cái phần này là cái phần thiết kế chính hãng các bạn nhé, rất phù hợp cho những chuyến đi xa. Điểm mạnh của Suzuki XL7 không chỉ đến từ các phần ngoại thất, chúng ta nên nhớ đây là một dòng xe đến từ Nhật Bản, vì vậy cái sự bền của động cơ, những cái tính năng tối giản trong khoang nội thất cũng chính là cái điểm mạnh của Suzuki XL7. Chúng ta đang bước vào trong khoang nội thất của dòng xe Suzuki XL7, trang bị mặc định của nó là ghế nỉ. Tuy nhiên các bạn có thể gọi ngay số hotline xuyên suốt video clip vào phần góc trái màn hình để chúng ta nhận được cái bản báo giá cập nhật tốt nhất, cũng như là muốn trang bị ghế da full cho cả ba hàng ghế thì chi phí như thế nào, hoặc là được tặng kèm thì các bạn có thể gọi ngay số hotline các bạn nhé. Dòng xe này sử dụng hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và có trang bị đến tận 6 loa. Còn cái phần màn hình giải trí lên đến tận 10 inch, kết nối đầy đủ Apple CarPlay, Android Auto chính hãng nên chúng ta yên tâm về những cái tính năng giải trí. Đây là không gian hàng ghế thứ ba khi chúng ta chứa hàng tối đa gập phẳng và các bạn có thể có những cái hộc chứa đồ rất tiện dụng để chúng ta có thể đâu đó các bạn có thể bỏ giày tiện dụng trong những cái phần chứa rất là nhiều những cái phụ kiện. Dòng xe này ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đang có cái mức giá lăn bánh thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4, tức ngày cuối quý 1 và đầu quý 2 2024 này là 605 triệu đồng và chi phí lăn bánh ở các tỉnh là 587 triệu đồng mà thôi. Như vậy thì các bạn có thể thấy mức giá lăn bánh hiện tại đang rất tốt và đây là thời điểm thật sự ấn tượng để chúng ta có thể sở hữu dòng xe này. Nếu các bạn quan tâm nó từ khoảng cuối năm ngoái đến hiện tại thì chúng ta sẽ thấy mức giá hiện tại đang rất tốt để chúng ta có thể sở hữu ngay dòng xe Suzuki XL7. Dòng xe Suzuki XL7 sử dụng cái động cơ xăng hút khí tự nhiên loại 1.5 lít và cho cái công suất đạt cực đại ở vòng tua 6.000 vòng trên phút là 103 mã lực. Những cái thông số này thì hoàn toàn tương đồng với lại chiếc Suzuki Ertiga Hybrid. Tuy nhiên là ở cái dòng Hybrid thì nó có thêm cái phần là động cơ điện. Còn nếu chúng ta so với những cái đối thủ cạnh tranh khác thì có thể thấy là nó ngang bằng từng cái thông số nhỏ nhất so với lại chiếc Mitsubishi Spander Cross chẳng hạn. Và nếu so với các đối thủ Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản khác thì rõ ràng Suzuki XL7 nó có phần nhỉnh hơn. Nhưng đặc biệt dòng xe này đến từ thương hiệu Suzuki của Nhật và đang có mức giá thuộc dạng tốt nhất trên thị trường, chỉ có 605 triệu. Nên nếu các bạn quan tâm đến độ bền, chúng ta tạm bỏ qua về những cái thiết kế góc cạnh ở phần ngoại thất và chúng ta quan tâm đến cái phần nội thất tối giản, tất cả đều có trên Suzuki XL7. Hãy nhớ đừng ngần ngại gọi ngay số hotline bên dưới nếu chúng ta đang có nhu cầu xem xe, muốn lái thử cũng như nhận được các bản báo giá chính hãng, cập nhật tốt nhất, những cái quà tặng khuyến mãi, giá tốt nhất miền Nam, các bạn có thể gọi ngay số hotline này. Còn bây giờ, iCheckVN xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.